Xin chào mọi người, mình là Thi đây. Hôm nay trong tủ lạnh của mình còn một ít gân bò, nên mình sẽ quyết định nấu bò kho theo kiểu của mình. Chào mừng mọi người đã quay lại với gian bếp của mình nha. Mình ướp với một xíu đường, hạt nêm, ớt bột, một ít tiêu, tương ớt và nước mắm. Mọi người đừng ướp muối vào trong bò nha, vì khi nấu nó sẽ lâu chín lắm á. Thêm một tí dầu ăn, bột tỏi, một gói gia vị bò kho và ngũ vị hương nữa. Nếu không có bột tỏi, mọi người dùng tỏi xay ra và ướp nha. Cái gân bò này mình sẽ để ướp trong 30 phút. Còn bây giờ mình sẽ xào sơ cái bò này trước, cho dầu vào và cho một ít tỏi băm vào luôn nha. Sau đó thì cho hết gân bò vào như này, xào đều tay cho thịt nó săn lại. Bò đang ướp gia vị có đường nên dễ cháy lắm nha. Thịt đã săn lại thì mình cho nước vào. Vì là gân bò nên mình sẽ hầm cái nồi này trong 90 phút. Nếu được mọi người nên chọn bắp bò có ít gân, sẽ nhanh mềm và ngon hơn nhiều á. Sau hơn 1 tiếng hầm thì mình cho cà rốt vào luôn. Mọi người nên chăm nước vào thường xuyên để không có bị cạn nước nha. Ở đây có ai đã từng ăn bò kho vị của miền Bắc chưa? Mình chưa được ăn vị bò kho của người miền Bắc. Nếu có dịp thì mình nhất định sẽ nếm thử á. Ở đây mình có một ít hành tây sắc khoanh mỏng, thêm một ít húng quế và hành lá nữa nè. Mời mọi người ăn bò kho chung với mình nha. Mọi người nhìn thấy cái màu bò kho của mình có đẹp mắt không? Cho thêm hành tây và rau ăn kèm lên nè. Chỗ mình đang mưa nữa, ăn bò kho trong lúc này thì hợp tình hợp lý luôn á. Lâu lắm rồi mình mới nấu lại cái món này để mình ăn á. Cái mùi nó bốc lên thơm nước mũi luôn á mọi người. Mình sẽ ăn kèm bò kho này với bánh mì với lại hủ tiếu luôn. Thế mọi người chấm cho mình được mấy điểm? Chấm bánh mì với nước bò kho ngon xỉu luôn á mọi người. Vì là cái gân bò nên nó vẫn còn độ dai, nhưng mà mình thích dai giòn như vậy hơn á. Còn bây giờ thì mình sẽ trụng hủ tiếu. Mọi người cùng ăn hủ tiếu bò kho chung với mình nha. Cái cọng hủ tiếu ở quê mình ngon xỉu luôn á. Khác nhiều so với cọng hủ tiếu miền Tây. Cho bò kho lên hủ tiếu như thế này, cái mùi bò kho thơm lừng luôn á. Vào Sài Gòn thì mình mới biết ăn cái món hủ tiếu bò kho như này. Còn ở quê mình á thì ăn bò kho chung với bánh mì hoặc là bún tươi á. Hủ tiếu bò kho phải ăn nóng mới ngon nha. Sao mà mình ghiền cái món này ghê luôn á. Hy vọng là mọi người sẽ thích món này. Nếu mọi người muốn mình nấu món gì thì comment ở dưới cho mình biết nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video này. Bye bye.